Ờ, ngay lập tức chúng ta ngửi thấy mùi của dì đường rất là rõ. Người ta hay ví von đấy là rượu rum, như là phiên bản whisky nhưng mà nhiều vị hoa quả hơn. Hãy thử xem. Cái vị của hoa quả chín rất là rõ. Chúng ta có xoài này, dứa này, gỗ này, mùi da thuộc. Và một điểm đặc biệt đấy là cái ngọt của rượu rum này nó không chứa bất kỳ đường. Cho nên là cái độ ngọt này nó hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là cho đường vào. Chai rượu này có giá trên thị trường là 15 triệu đồng. Nếu mà bảo người Việt Nam bỏ ra 15 triệu để mua một chai rum thì người ta tưởng là điên.